Dạ. Không biết trong năm vừa qua Dương Thanh Vàng thấy mình giỏi nhất cái điểm nào? Giỏi nhất của em là chúc. Dạ, năm mới, nhân dịp năm mới thì em gửi lời chúc đến toàn thể tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúc quý vị một năm tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao, về nhà được rước, tiền vô ngõ trước, hộp sòn vô ngõ sau. Nói chung tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lời chúc có ai cho em chàng vỗ tay quý vị ơi. Hey! Anh nói cái vụ mà tiền vô ngõ trước, hộp sòn vô ngõ sau đó em. Trời, vô là vô, vô ngập mặt luôn. Người ta là chỉ có tiền vô như nước, vô ngõ trước rồi ra ngõ sau này không. Vô bằng đường trước, đi vô bằng đường sau luôn, vô trong nhà, ngập là nhà, hai bên nhà. Đó, gặp nhau ở chính giữa nhà đó, luôn ha. Vô nhà là làm cái pum, nổ cái nhà đó, mua cái nhà mới. À, quá đã, lời chúc quá hấp dẫn. Vậy thì bây giờ anh Tú, em có cái điều gì hay ho trong năm vừa rồi, em có thể nói cho mọi người biết được không? Vâng, em thì vốn dĩ là một người siêu nhạt, em nhạt từ đầu đến cuối rồi, thế cho nên là em cũng không biết có cái gì nó thú vị. Chắc là có lẽ là em trong năm vừa rồi em đã giảm cân làm sao mà có cái sự khác biệt với cả chị Tuyền gầy một chút ạ. Đâu, em không hề nhạt nha, em mặn lắm đó. Ừ. Như vậy là trong năm vừa qua Tú cho rằng cái việc mà mình giỏi nhất là cái việc mình giảm cân để mình ốm hơn Tuyền Mập, đúng không? Trời, nếu nói nghe thì cả showbiz này ai cũng ốm hơn Tuyền Mập hết trơn. Ai cũng giỏi hết em ạ. Kim Nhã, nói nghe xem trong năm vừa qua em giỏi nhất cái gì? Dạ em giỏi bệnh nhất á. Dạ em bệnh từ đầu năm tới cuối năm luôn. Thành ra bây giờ em rút ra một chuyện là bây giờ mình sống trên đời là mình phải biết cái sức khỏe đầu tiên. À. Tại vì có sức khỏe thì mình sẽ làm việc được một năm nó trơn tru và đầy những gặt hái những thành công. Ừ. Chứ hả, như em bệnh một năm vừa qua hả, cứ vừa mới hết là bệnh. Đúng là em giỏi bệnh nhất năm qua. Giỏi nhất bệnh hả? Dạ. Anh chúc cho em năm sau mình dở đà lại một chút. Dạ. Mình dở lại một chút, ít bệnh lại một cái. Dạ. Nha. Rồi còn tham gia những cái sản phẩm nghệ thuật cho khán giả coi dạ. nữa. Còn Tuyên Mập. Dạ, trong năm vừa qua thì cái điều giỏi nhất của em là giữ được cái số cân không tăng lên ký nào. Không, thiệt, tính ra vậy là khó lắm chứ đúng không? Chứ gì nữa. Em cân nặng nhiêu ký? Dạ, thưa anh là 115 cộng. Ủa, có cái cộng nữa hả? Cộng dạ. nhẹ. Cộng ở đây là không? Cộng nhiêu cộng á? Còn thêm nữa. Không, cộng là tại vì cái cân nó chỉ có 115 ký. Cái cân nó chỉ có 115 ký. Lên là nó mút chỉ cái cân rồi. Để giữ được cái số ký như mình mong muốn không đơn giản. Lỡ như mà năm vừa rồi mà mình có cái chuyện vậy đó, mình buồn, mình giảm mất 1-2 ký thì cũng không dạ. còn là Tuyền Mập nữa. Dạ không anh, em sẽ có một cái phương pháp chỉnh đốn rõ ràng. Nói chung là em thì một cái con người làm ăn thì không xin lời nhiều, nhưng mà người thì tự tích tụ mỡ. Nên em chỉ cần thoải mái một thời gian là em có thể tích tụ lại số cân bình thường. À, dạ. Vậy là giữ hoài cái số là 115 vậy đó hả? Giữ làm sao cho nó ở mức đó là nó không vượt lên thì được. 115 thì là Tuyền Mập nha, còn 116-17 là Tuyền Quá Mập. Lúc đó là phải đổi nghệ danh nữa, rất là kỳ đúng không? Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.